Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập cuối của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1200 Ước Định. Lý Dịch không biết Lão Phương đang nói về Triệu Di là Triệu Di nào. Theo nhận biết của hắn về Triệu Di kia, hơn một tháng trước Tề Quốc mới kết thúc Tây Chinh. Trừ phi Triệu Di chấp cánh bay, bằng không, không thể nào mà xuất hiện ở đây được. Nếu như không phải hắn, thì Lý Dịch cũng không có quen biết Triệu Di nào khác. Lý Dịch đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, mở miệng nói, để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Lý Dịch liền biết được Triệu Di đó là Triệu Di nào. Hắn nhìn Lý Hiên, lại nhìn Dương Liễu Thành đang hướng đến bên này đi tới. Hắn nhìn Triệu Di từ ngoài cửa đi tới. Thế giới này nhất định là điên rồi. Không phải như vậy thì cũng do hắn ngủ trưa không có tỉnh dậy hay sao? Hắn vẫn còn đang nằm mơ hả? Hắn ở trên cánh tay của Lý Hiên bóp bóp một chút, nhẹ giọng hỏi, đau không? Từ trên mặt của Lý Hiên có thể nhìn ra biểu lộ thống khổ, hắn rất đau. Triệu Di từ ngoài cửa đi tới, đến bên người của Lý Dịch chắp tay một cái, sau đó mỉm cười nói, Lý huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng sang chỗ của Lý Hiên, ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, cảnh hoàng cũng ở đây sao? Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người của Dương Liễu Thành, hắn nhìn nàng khá lâu rồi mới hỏi, vị này chẳng lẽ là nữ hoàng bệ hạ của Võ Quốc? Lý Dịch cảm thấy lúc này không có máy ảnh để mà chụp, quá thật là tiếc nuối luôn. Ngày 10 tháng 7, năm cảnh bình thứ 5, đây là một mốc thời gian rất rất không tầm thường. Hoàng đế ba nước Tề Cảnh Võ là ba người có quyền nhất trên thế giới này. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì báo là bọn họ tập hợp cùng một chỗ. Thêm cả hắn sẵn tiện có thể gom góp thành một cái bàn mặt trượt luôn. Đây là cái mốc thời gian đủ để tái nhập sử sách, cũng là một bàn mặt trượt gian dội cổ kim. Ánh mắt của Triệu Di một lần nữa nhìn về phía Lý Dịch cười cười nói, ta đường xa mà đến, Lý huynh ngay cả một chén nước trà cũng không nỡ cho sao vậy? Lý Dịch nhìn ba người bọn hắn, quay đầu nói với Lão Phương, dâng trà. Uống chén trà, bình phục tâm cảnh một lát, Lý Dịch cảm thấy thế giới này điên rồi. Tâm nguyện thiên hạ cộng chủ của Triệu Di đã hoàn thành được 1/3. Nếu tính theo cương vực thì cái chỗ địa vực mà Tề Quốc đã chinh phục được so với diện tích của Cảnh Quốc và Võ Quốc cộng lại còn lớn hơn. Nói cách khác, mộng tưởng của hắn đã hoàn thành được 50% trở lên. Hắn muốn làm hoàng đế duy nhất, sớm muộn cũng có thể đối đầu với Cảnh Quốc và Võ Quốc. Nhưng bây giờ, hắn đang ngồi ở chỗ này, uống trà cùng với hoàng đế của Cảnh Quốc và nữ hoàng Võ Quốc. Chỉ cần Lý Dịch ở bên trong trà của hắn bỏ thêm một chút gia vị thôi, hoặc là phất tay, thì cái vị hoàng đế tương lai này của hắn đã phải nằm tại chỗ này rồi. Triệu Di nhìn Lý Hiên cất giọng hỏi, Cảnh hoàng không ở kinh đô, tại sao ở chỗ này? Người quản được sao? Lý Hiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mới hỏi, người cũng có thể ở chỗ này, vì sao mà ta không thể ở chỗ này? Lý Dịch nhìn ra, Lý Hiên có địch ý rất lớn đối với Triệu Di. Việc này cũng rất bình thường, bởi vì quan hệ của Tề Quốc và Cảnh Quốc từ trước đến nay đều rất khẩn trương. Hai vị đế vương như là bọn họ có thể ngồi chỗ này uống trà đã là một chuyện mà trước kia muốn nghĩ tới cũng không có dám nghĩ. Không có địch ý, chẳng lẽ hai người bọn họ có thể xưng huynh gọi đế? Mấy năm không gặp, Cảnh hoàng càng ngày càng táo bạo. Triệu Di nhìn hắn cũng không có so đo, nhếch miệng mỉm cười nói, mấy năm trước, lần đầu tiên gặp ở kinh đô Quần Ngọc Diện, phong độ nhẹ nhàng kia của Thế tử Lý Hiên đi đâu rồi? Sao? Ngươi mắng ta hả? Lý Hiên chợt đứng lên nhìn một chút, cả giận nói, ngươi có phải muốn đánh nhau ở chỗ này không? Lý Dịch ấn bả vai của Lý Hiên xuống, không phải là Lý Dịch chê hắn phá hư bầu không khí, mà không muốn để cho hắn tự rước nhục vào thân. Triệu Di là toàn tài, có thể trị quốc, biết đánh trận, một thân võ nghệ cũng có thể đưa thân nhất lưu. Không phải là công phu mèo ba chân của Lý Hiên có thể so sánh đâu. Hắn nhìn Triệu Di mở miệng hỏi, ngươi lần này ngàn vạn dặm xa xôi đến đây, không phải là chỉ muốn ở chỗ này uống chén trà thôi chứ? Dĩ nhiên là không phải rồi. Triệu Di cười cười cất giọng nói, đi một đoạn đường gian khổ, nếu như không thể nếm thử cái đồ ăn tự tay mà Lý huynh nấu,
chẳng phải đi một chuyến uổng công sao? Lý Dịch không nghĩ đến, hắn không chỉ muốn uống trà mà còn muốn đến ăn chực nữa chứ. Lý Dịch nhìn hắn tiếp tục nói, ta sẽ tự tay vào bếp là một giới hạn rất lớn, không biết ngươi có trả nổi hay không vậy? Triệu Di cười cười nói, có thể nếm thử đồ ăn của Lý Huynh tự mình làm ra, ta tặng cả thiên hạ này cho ngươi, như thế nào? Dù sao thiên hạ này cũng là ngươi khi đó đưa cho ta mà. Nè, chờ một chút. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra một vẻ ngờ vực, hắn hỏi, cái gì thiên hạ? Cái gì mà đưa cho ngươi? Tại sao mà ta lại không biết chuyện này? Lý Hiên không biết, bởi vì Lý Dịch không có nói rõ chi tiết với hắn. Hắn đưa Tề Quốc cho Triệu Di, sau đó Triệu Di lại chỉ huy Tề Quốc tiêu diệt Triệu Quốc, tiếp tục tiêu diệt Tây Phương Chư Quốc, thậm chí còn muốn đem đầu mâu chỉ thẳng về Cảnh Quốc và Võ Quốc. Cái này không phải là hắn tự đánh vào mặt của mình sao? Việc này không quan trọng. Lý Dịch phất phất tay mở miệng, vào bếp nấu thôi, dù sao ta cũng còn thiếu ngươi một bữa cơm, lần này thuận tiện trả cho ngươi luôn. Bữa cơm này hắn đã thiếu Triệu Di rất nhiều năm rồi, cơ hồ chưa có cơ hội trả cho hắn. Chậm một chút nữa hình như có chút không tốt lắm. Triệu Di khẽ thở dài tiếp tục nói, bữa cơm này của Lý Huynh, Triệu Di ta đã chờ 8 năm rồi. Lý Hiên nhíu mày nói, các ngươi đừng có nghĩ nói sang chuyện khác, cái gì mà đưa thiên hạ, đến cùng là chuyện gì? Triệu Di nhìn Lý Hiên, nhìn sang Dương Liễu Thanh rồi mới nói, hai vị có thể tạm thời tránh ra một chút hay không? Ta có mấy lời muốn nói riêng với Lý Huynh. Dương Liễu Thanh nhìn Lý Dịch, Lý Dịch khẽ gật đầu, nàng đứng dậy rời đi. Mi đầu của Lý Hiên quét ngang, hắn cất tiếng nói, có lời gì không thể nói thẳng ra, các ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, đưa thiên hạ là xảy ra cái chuyện gì? Lý Dịch nhìn Lý Hiên nhìn qua chỗ của hắn, sau một lát, sắc mặt của Lý Hiên có một chút khó coi, rời đi. Ánh mắt của Triệu Di một lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, hắn mở miệng nói, ta sợ đợi không được ngày thiên hạ cộng chủ đó rồi. Đầu Lý Hiên lại dò xét trở về, khinh thường nói, thôi đi, nếu ngươi thật sự có thể làm thiên hạ cộng chủ, thì thử đánh một trận chiến với ta, ta nhường 10 khóa thiên phạt cho các ngươi. Chờ đến khi mà Lý Hiên triệt để rời đi, Triệu Di khẽ thở dài cất giọng nói, ta không bằng Lý Hiên. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi ngoại trừ không có ngốc như hắn ra, mọi cái khác đều tốt hơn hắn. Triệu Di không có tán đồng với thuyết pháp của hắn, mở miệng nói, có lúc ngốc một chút cũng là một điểm tốt. Hắn nói câu này rất có đạo lý. Thường nói người ngốc có phúc của người ngốc, nhưng mà người đần độn lại không có phúc của người đần độn. May mắn Lý Hiên thuộc về cái trước. Triệu Di nhìn hắn đột nhiên cất tiếng hỏi, nếu như Lý Huynh sinh ra ở Tề Quốc, nếu như ta nhận biết ngươi sớm hơn so với Lý Hiên thì kết quả có thể khác nhau hay không? Lý Dịch lắc đầu nói, không có nếu như. Triệu Di che miệng bắt đầu ho khan, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay hình vuông che miệng mũi. Lý Dịch nghi hoặc, chỉ mới hơn có một năm không thấy, hắn làm sao mà lại trở nên nương quá thế này vậy? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lý Dịch liền nhìn thấy chiếc khăn trên tay của hắn có một đạo diễm sắc hồng tươi chảy ra. Trên mặt của hắn lộ một vẻ kinh ngạc. Ngươi... Triệu Di cười cười cất giọng nói, ta mới vừa nói, ta đợi không được ngày thiên hạ cộng chủ đó đâu. Cho tới giờ khắc này, Lý Dịch mới hiểu được ý tứ của hắn. Trong lòng của Lý Dịch bỗng nhiên nhịn không được cảm thấy bi thương, hắn há hốc mồm khá lâu phát ra một âm thanh. Bệnh gì? Ho ra máu, khả năng có rất nhiều nguyên nhân, nhìn chung có bệnh khí quản, bệnh phổi, bệnh thực quản, các chứng bệnh trong tử cung cũng không phải là một loại bệnh đều là trí mạng. Triệu Di lắc đầu nói với hắn, chuyện này không quan trọng. Lý Dịch trầm mặt khá lâu mới hỏi, còn bao lâu? Triệu Di cười nói, cầm được Triệu Quốc trong tay, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày, thái y nói nhiều nhất chỉ có thể nửa năm. Lý Dịch một lần nữa trầm mặt. Triệu Di bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi biết vì sao mà ta muốn thiên hạ cộng chủ hay không vậy? Ta vẫn cho rằng ngươi có giả tâm. Triệu Di lắc đầu nói, bởi vì ta từng có ước định với một người. Nàng không thích chiến tranh, nàng thường xuyên nói với ta, nếu như mà Tề Quốc, Cảnh Quốc, Võ Quốc biến thành một quốc gia thì tốt biết bao, sẽ không bao giờ có chiến tranh giữa các quốc gia nữa,
không có nhiều vợ con ly tán nữa. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tất cả mọi người không phải là thật vui vẻ hay sao? Nàng chết rồi. Trước khi nàng chết, ta nói ta sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Nàng gọi là Triệu Cơ, nàng là muội muội của ta. Hiện tại ta cũng sắp chết rồi. Triệu Di nhìn Lý Dịch nghiêm túc nói, Lý Huynh, ngươi đã từng đưa tề quốc cho ta, hiện tại ta trả nó lại cho ngươi. Chương 1201, cá cắn cầu. Triệu Di nhìn Lý Dịch hết sức chăm chú nói, ta không muốn. Lý Dịch không hề nghĩ ngợi, trả lời như chém đinh chặt sắt. Thứ mà hắn đưa là một quốc gia, không phải là một khối ngọc, một bức tranh chữ hay là lễ vật bất kỳ nào đó. Ai có bệnh thần kinh mới đưa quốc gia cho người khác chứ? Chuyện này không phải là cẩu huyết, quốc gia lớn như vậy muốn đưa thì đưa sao? Lý Dịch nhắc nhở hắn nói, đó là tề quốc của ngươi, Triệu Di cải chính là của ngươi. Lý Dịch đột nhiên hỏi, ngươi có nhi tử sao? Không có. Triệu Di lắc đầu nói, Lý Dịch ngẫm lại, nữ nhi cũng được mà. Nữ nhi cũng không có. Người đã lớn vậy, nhi tử không, nữ nhi cũng không có. Lý Hiền đều có 4 đứa bé rồi, hắn cũng có 3 nhóc. Tuổi Triệu Di không có chênh lệch lắm so với bọn hắn, mà hương quả cũng không có, không thấy xấu hổ sao chứ? Lý Dịch chưa có ý định từ bỏ hỏi, ngươi còn có một muội muội hoặc là tỷ tỷ nào khác không? Các nàng không thể nào mà trở thành chủ nhân thiên hạ. Triệu Di nhìn hắn nói, chỉ ngươi, chỉ có ngươi mới có thể thôi. Cái gì? Ngươi suy nghĩ về cảm giác của ta hay không vậy? Lý Dịch nhìn hắn nghiêm túc nói, ta cũng không có muốn đâu. Ta biết, ngươi không nghĩ tới. Triệu Di muốn làm chủ nhân thiên hạ, hắn không muốn. Hắn muốn mình phải làm, đây chính là việc sai của hắn. Chung quanh chỉ còn lại có 3 quốc gia, Tề quốc, Cảnh quốc, Võ quốc. Hoàng đế Cảnh quốc có ý muốn đánh nhi tử chưa ra đời của hắn. Nữ hoàng quốc gia Võ quốc không muốn, nhất định phải chạy tới học võ công với nương tử chưa về nhà chồng của hắn. Hoàng đế Tề quốc lợi hại hơn, đánh chủ ý lên cả bản thân của hắn. Lý Dịch đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới này đổ dắn đều là tràn đầy ác ý. Hắn nhìn Triệu Di hỏi, ngươi cảm thấy bách tính Tề quốc các ngươi, bách quan Tề quốc sẽ đồng ý ngươi làm vậy sao? Triệu Di cười cười nói, ta còn có thời gian nửa năm. Thời gian này đủ để ta giúp ngươi dọn sạch sẽ mọi việc trở ngại. Lý Dịch còn có thể nói cái gì? Hắn chợt nắm cổ tay của Triệu Di, trầm mặt nói, ngươi cùng ta đi tới đây. Triệu Di vô thức hất tay của hắn ra, lại không hất được, chỉ có thể bị Lý Dịch kéo đi ra cái sân nhỏ. Lý Hiên dán lỗ tay trên cửa, khi mà Lý Dịch kéo cửa ra, hắn nhanh chóng lách vào bên trong. Lý Dịch trầm mặt đi ra ngoài. Cái gì mà chủ nhân thiên hạ? Người nào thích làm thì làm đi, dù sao hắn sẽ không làm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng Triệu Di còn cứu được hay không. Điền lão và Từ lão mấy ngày trước lưu lạc chân trời đã trở lại. Điền lão không chỉ tu vi võ học tinh thâm, y đạo cũng tinh thông. Lý Dịch tính toán trước để cho nàng nhìn một cái qua Triệu Di. Chỗ phía trước nhà tranh, Triệu Di nhìn Lý Dịch lắc đầu nói, ta sớm đã coi nhẹ sinh tử rồi, Lý Huynh không cần phải phí khổ tâm đâu. Lý Dịch nhíu mày nói, bớt nói nhảm, tự ngươi đi vào hay là muốn ta mang ngươi đi vào? Được, tự ta đi vào. Triệu Di bất đắc dĩ gật đầu nhìn hắn nói, làm phiền Lý Huynh ở bên ngoài chờ một chút. Cũng không phải bị bệnh qua liễu, tránh người có gì tốt. Trong lòng của Lý Dịch nghĩ vậy, bước chân cũng không đi vào. Dương cổ tay đi. Trong nhà lá, Điền lão ngồi phía trước bàn nhìn hắn nói, Triệu Di không có dương cổ tay, lắc đầu nói, không dám làm phiền tiền bối. Mấy ngày này bọn họ tìm đến rất nhiều thần y, lời nói giống nhau, giảng bối thật sự không muốn nghe một lần nữa. Điền lão kiêu mi nói, vậy ngươi tại sao mà còn đến đây? Triệu Di giải thích, ta không có đi, Lý Huynh sẽ không bỏ qua. Đã đến rồi, xem một chút đi. Điền lão đứng lên, khi thanh năm truyền đến, cả người đã biến mất tại chỗ, 3 ngón tay nắm đến tay của hắn. Sau khi mà Triệu Di kịp phản ứng, nàng đã buông tay ra. Nàng nhìn Triệu Di khá lâu, Triệu Di cũng nhìn thẳng qua. Một lúc lâu, Điền lão lắc đầu thở dài nói, thật là cái bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa. Bệnh nguy kịch,
không có thuốc nào mà cứu được. Đây là đáp án Lý Dịch đạt được từ trong miệng của Điền lão. Trong thư viện hắn có sách thuốc, nhưng bị thiếu dụng cụ và dược liệu, trừ lý thuyết ra, hắn cũng chẳng còn cái gì. Lý Dịch lắc đầu, một lần nữa trở về. Tam hoàng, tề tụ không có dễ dàng, hắn tự mình vào bếp, tự nhiên cũng chả sao. Sau khi mà biết Triệu Di không còn sống lâu nữa, thái độ của Lý Hiên đối với hắn tốt hơn nhiều, chỉ ít không có thời thời khắc khắc đều sụ cái mặt xuống. Hắn ngồi xổm ở trong sân, quan sát hơi nước rồi mở cái ấm lên. Càng về sau, thế mà có một chút hăng hái cùng Triệu Di bàn về lực áp suất không khí. Sau khi mà ăn xong, Lý Dịch và Triệu Di trên đường tản bộ. Trước khi chết mới có thể ăn được thức ăn do Lý Huynh tự tay nấu, đúng là không có hối tiếc. Lý Dịch đối với hành động lấy lòng của Triệu Di không quan tâm. Hắn biết hắn nấu cơm ăn ngon mà, không cần hắn khen cơm cũng không cần hắn khen, cơm vẫn ngon. Nơi này thật sự là một chỗ tốt. Triệu Di quay đầu nhìn Tứ Phương nói, khi mà nàng còn tại thế, luôn thường xuyên mơ về một cái thế giới không ai nhặt của rơi trên đường, đêm không cần phải đóng cửa. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đợi thêm 1.000 năm cũng không có thực hiện được đâu. Lý Dịch biết, Triệu Di nói cái vị muội muội gọi là Triệu Cơ kia, vì tôn trọng người chết, câu nói này của Lý Dịch cũng không nói. Hắn đổi chủ đề, nàng là muội muội ruột của ngươi sao? Triệu Di gật đầu nói, chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Triệu Di, Triệu Cơ. Lý Dịch lắc đầu nói, tên các ngươi còn rất giống, có ít người có khả năng không chú ý nhất định viết sai. Là mẫu phi đặt cho, đừng nói là người thường, ngay cả ta và muội muội khi còn bé cũng thường xuyên viết sai. Triệu Di cười nói, mẫu phi mới đầu chỉ là một cung nữ trong cung thôi, phụ hoàng một lần sau khi bị sai rượu mới có ta, nàng mới được phong tần. Chưa bao giờ đọc sách, nhưng mà vẫn xin phụ hoàng đặt tên cho chúng ta, vì thế mà lật không ít sách, cảm thấy chỉ có hai chữ này xinh đẹp nhất. Lý Dịch không cảm giác được hai chữ này xinh đẹp cỡ nào, hắn cảm thấy Triệu Quốc với hơn 20 tiểu quốc phía tây kia rất là oan ức. Quốc gia bọn họ đã bị tiêu diệt, thật ra chỉ vì mộng tưởng không thực tế của thiếu nữ đã chết. Tính toán, nghĩ đến đây một đời hoàng đế dọ quốc vắng mặt thế nào, hắn cũng cảm thấy mình không có tư cách đối với việc này mà đậu đen rau muống Triệu Di. Tề quốc không thể rơi vào trong tay của người khác. Triệu Di nhìn hắn bỗng nhiên nói, chuyện ta muốn làm chỉ có ngươi mới có thể làm được. Hắn một lần nữa lấy ra một khối thẻ bài màu bạc đưa cho Lý Dịch nói, sau khi ta chết ngươi cầm tấm lệnh bài này có thể hiệu lệnh Tề quốc. Ta sống ở Như Ý Thành đã rất tốt rồi, hiệu lệnh Tề quốc để mà làm cái gì? Ta không có muốn đâu, người nào muốn thì người đó đi đi. Lý Dịch lắc đầu, nhanh chân hướng về phía trước đi đến, gọi một bóng người đến trước mặt nói, Bạch Tố, cô chờ một chút đi. Bạch Tố nơi đó xác nhận qua, bây giờ Như Ý còn đang ở Liễu Diệp trại. Lý Dịch không kịp chờ đợi, muốn rời khỏi nơi này để mà tìm nàng. Đến cùng vì nhớ nàng. Thứ hai, nơi này có một chuỗi sự việc lộn xộn, hắn không muốn tiếp tục tham gia nữa. Cái gì mà chủ nhân thiên hạ không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Cái phá thẻ bài này hắn một chút đều không muốn. Triệu Di một lần nữa trở về sân, để cái tấm bản hiệu kia trên bàn đá trong viện. Hắn quay đầu lại nhìn hai người vẫn luôn theo sau lưng của hắn nói, trời sáng lên đường trở về. Thị vệ kia trên mặt lộ ra một vẻ làm khó. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Triệu Di thở dài nói, không có thời gian. Khi hắn đi ra sân nhỏ, nhịn không được lớn tiếng ho khan, dỗ dàng lấy khăn tay ra, bịt miệng mũi. Cái này là thế nào chứ? Lão giả chống quải trượng mới từ cái diện khác đi tới, nhìn thấy tờ máu trên phía khăn tay, mặt của lão giả lộ rõ vẻ kinh ngạc. Làm sao mà còn thổ huyết? Hắn thì thào một câu, cúi đầu nhìn, đưa tới cái đùi gà trong tay của mình nói, tới ăn đùi gà an ủi một chút sao? Lý Dịch thu thập xong cái bọc hành lý, nhìn Bạch Tố hỏi, cô xác định nàng ở Liễu Diệp trại sao? Xác định. Bạch Tố gật đầu. Lý Dịch gật đầu khua tay nói, đi. Cảnh Dương, hẹn gặp lại. Bạch Tố phất phất tay giáng, đi đến bên cạnh một nữ tử cách đó không xa, nhỏ giọng nói,
truyền tin minh chủ, con cá đã mắc câu rồi. Chương 1202, nhân sinh như lúc mới gặp. Khánh An Phủ là thành trì lớn thứ hai ngay sau kinh đô Cảnh Quốc, mấy năm nay càng ngày càng phồn hoa. Đương nhiên, cái danh thành lớn thứ hai hiện tại chỉ là hữu danh vô thực thôi. Khánh An Phủ của bây giờ, vô luận nhân khẩu hay là kinh tế, đều kém thành Thục Châu. Một huyện An Khê nho nhỏ, ngay lập tức đã bị rất nhiều quan viên xem như là động thiên phúc địa vậy. Chức quan địa phương của Khánh An Phủ đã được triều đình thừa nhận là một loại giáng cầu nào đó. Phàm là quan viên ở chỗ này, chịu đủ tư lịch cuối cùng, đều sẽ thẳng tới mây xanh, đều được điều về kinh đô để mà nhậm chức. Hôm nay chính là ngày vui của huyện lệnh An Khê, Giang Tử An. Đương nhiên, niềm vui này không phải là chuyện đại hôn, mà chính là niềm vui được thăng chức. Huyện lệnh An Khê, Giang Tử An, bởi vì mấy năm nay tại nhiệm có biểu hiện xuất sắc, vào ngày hôm qua đã được bổ nhiệm làm kinh thành lệnh, vài ngày nữa sẽ được điều đi kinh đô. Chúc mừng Giang đại nhân, xin chúc mừng đại nhân thăng chức rồi. Hổ thẹn rồi, mời các vị đồng liêu mau mau ngồi đi. Ở một chỗ trong Tửu lâu An Khê huyện, Giang Tử An đứng ra tổ chức yến tiệc mời mọi người, cả khuôn mặt đều là nụ cười. Cô gia có cần sang chào hỏi không vậy? Ở cửa lâu có một vị hán tử đeo mấy bao đồ nhìn người trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Lý Dịch lắc đầu nói, không cần, đi thôi. Hôm nay là ngày vui của Giang Tử An, nếu hắn đi sang đó chào hỏi, thu được không phải là kinh hỷ mà là kinh hãi. Trong Tửu lâu, Giang Tử An xã giao với mấy vị quan viên, ánh mắt vô tình hướng lên khi mà đảo quanh Tửu lâu, bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó lập tức đặt chén rượu xuống, nhanh chóng chạy tới. Hắn chạy ra khỏi Tửu lâu, đứng trên đường mờ mịt nhìn bốn phương, chỉ thấy có đoàn người hối hả qua lại. Giang đại nhân, làm sao vậy? Giang Tử An đứng chôn chân trên cái đường phố khá lâu, lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta vào thôi. Khi bước vào trong Tửu lâu, trên mặt hắn còn lưu lại một vẻ ngơ ngẩn. Hay là ảo giác? Hắn cười cười, quay đầu hướng về mọi người. Các vị đồng liêu, Giang mẫu đây xin kính trước một ly. Như Ý Phường. Như Ý Phường là một cửa hàng nước hoa nổi danh nhất Khánh An Phủ. Nước hoa được bày bán ở trong đó lưu hương rất lâu, mùi thơm hợp lòng người, rất được phái nữ hoan nghênh. Lão Phương đứng trước cửa Như Ý Phường, nhìn Lý Dịch cười nói, cô gia, tiểu thư đã nói không sai, Như Ý Phường so với tên Lục Thần Phường người đặt nghe êm tai hơn nhiều. Nếu khi đó mà ngươi nhất quyết muốn lấy cái tên Lục Thần Phường, việc kinh doanh không có tốt được thế đâu. Lý Dịch không biết, nếu lúc đó mà kiên trì gọi là Lục Thần Phường như lời của Lão Phương nói, hiện giờ cái việc kinh doanh của cửa hàng có tốt vậy không chứ? Nhưng mà hắn khẳng định không thể lấy cái tên đó, dù sao trước kia hắn còn không thể trêu vào Như Ý mà. Vị công tử này, ngài muốn xem hàng gì vậy? Tùy tiện xem là được. Lý Dịch cười cười, hướng về phía sau cửa hàng đi tới. Ở sau cửa hàng là một tòa viện nhỏ. Một đoạn thời gian dài trước kia, Lý Dịch thường xuyên nằm dưới cây lê ở trong sân viện. Trên đầu tường cũng thường xuyên có một cái đầu ló sang chỗ này, nghe hắn kể những cái chuyện cổ quái. Tiểu Châu của khi đó còn chưa có kỹ thuật điều tử như hôm nay. Một câu chuyện quả bì cũng có thể dọa cho nàng từ trên đầu tường té xuống đất. Khi đó, Nhược Khanh và Túy Mặc ở cách một bức tường. Sau đó, đại khái, một đoạn thời gian hài lòng không tưởng nổi, hiếm có trong cuộc đời của hắn. Công tử, nơi này không thể vào đâu. Có một thiếu nữ thấy vị công tử kia trực tiếp đi tới hậu viện, còn chính mình lại bị cái vị đại hán trước mặt cản lại, dỗ dàng chạy về trong cửa hàng lo lắng nói, trưởng quỷ, mau ra đây đi. Rất nhanh, có một lão giả dỗ dàng chạy tới, sắc mặt giận dữ. Các ngươi! Hắn chỉ nói có hai chữ, liền đứng đơ tại chỗ, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Thiếu nữ kinh ngạc, sắc mặt nhảy mắt đã trắng bệch rồi, hai đầu gối mềm nhũn đang muốn quỳ xuống, được Lý Dịch kịp thời đỡ lại. Không cần phải đa lễ đâu. Thiếu nữ nhìn hắn run rẩy nói, Cảnh Dương Điện Hạ, không cần phải sợ, ta không phải là hổ đâu. Ngươi làm rất tốt. Hắn quay đầu lại cười với lão gia kia, tháng này thưởng gấp 10 tiền công cho vị cô nương này. Hả? Dân?
Lão giả kinh ngạc, ứng lên một tiếng, Lý Dịch và Lão Phương đi ra ngoài. Khi mà hai người lấy lại tinh thần, dỗ dàng chạy tới, đã không còn thấy bóng người nữa. Trên mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ sùng kính hỏi, trưởng quỷ, người kia chính là Cảnh Dương Điện Hạ sao? Không ngờ còn trẻ vậy. Trên mặt của lão giả hiện ra vẻ hoài niệm nói, ta cũng chỉ gặp qua Điện Hạ có một lần, nhưng mà đời này không quên được. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, dò xét, lúc nãy Điện Hạ vừa nói gấp 10 lần tiền công đó. Lão giả gõ nhẹ vào đầu của nàng một cái mới nói, Điện Hạ đã nói, đương nhiên không có thể quỵt của ngươi rồi. Bên ngoài Khánh Năng Phủ, Lý Gia Thôn, Lý Dịch đứng trước một ngôi mộ lẻ loi khá lâu, xử lý chút cỏ dại trên mộ. Đây là mộ phần của vị phụ thân chưa từng gặp mặt. Ở Cảnh Quốc, việc dời mộ không có dễ dàng. Những năm này, hắn không có giống trống khua chiêng tu sửa, chỉ căn dặn lão trưởng thôn đừng cho người tới gần nơi này. Lão Phương đứng trước một căn nhà sập sệ nói, cô già, nơi mà người sống trước kia so với chúng ta cũng không có tốt hơn bao nhiêu ha. Đối với căn nhà của Lý Gia Thôn này, Lý Dịch không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng mà nơi này là chỗ khởi đầu cho sinh mạng của hắn, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Lần này đi ngang qua, cũng thuận tiện đến xem thử thôi. Hai người các ngươi, nè, đang làm gì đó? Một cái loạt âm thanh khàn khàn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một lão già lưng còng, râu trên mặt đã bạc trắng, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Trên mặt hắn tươi cười nói, lão trưởng thôn đã lâu không gặp. Lão giả hiếp mắt lại, xích lại gần nhìn hắn, lớn tiếng nói, to hơn một tí đi, ta nghe không được. Lão trưởng thôn hiển nhiên không có nhận ra hắn, cũng không nghe được lời quán nói. Lý Dịch nhích gần hơn một chút, hơi lớn tiếng, lão trưởng thôn, ngươi không biết ta sao? Cái gì? Các ngươi đến trộm đồ sao? Lão trưởng thôn đem cây gậy gõ gõ trên mặt đất, giận dữ nói, trộm đồ mà còn dám nói hả? Hắn quay người hướng về nơi xa hô lớn, đại tráng, nhị tráng, hai người các ngươi mau tới đây đi, bắt hai cái tên tiểu tặc này lại, mang nộp quan phủ đi. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy hai đại hán cơ thể cường tráng đang chạy chậm về phía bên này. Hắn kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vỗ vai của lão Phương nói, còn không mau chạy, chờ bị bắt sao? Nhìn Lý Dịch đã nhanh chóng chạy mất, lão Phương sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, có một chút kỳ quái, sờ sờ cái đầu, rồi sau đó hắn cũng chạy như điên về phía trước. Lão giả ngơ ngác đứng tại chỗ lẩm bẩm nói, hai cái tên tiểu tặc này chạy đúng là nhanh luôn nha. Lý Dịch chạy rất nhanh, cũng chạy rất xa, hắn hoàn toàn dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể mà chạy. Lão Phương thiếu chút nữa đã không đủ theo kịp rồi, hơi thở gấp gáp hỏi, cô già, sao người chạy nhanh vậy trời? Hắn vừa mới dứt lời, dưới chân bỗng nhiên chấn động. Một làn khói bụi từ phía cuối đường đã cuồn cuộn bay đến, ngừng lại trước người của bọn họ mấy thước. Dẫn đầu là một vị nữ tử, một thân áo trắng, cưỡi trên một con ngựa cao to, đang từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Nàng dùng ánh mắt dò xét một phen, nhìn Lý Dịch, phất phất tay thản nhiên nói, trói. Chương 1203, khâu cuối cùng, đại kết cục. Trong một phòng nào đó, trong Liễu Diệp trại, Lý Dịch mặc hỷ bào đỏ thẫm, bị trói gô lại bằng một loại phương thức rất là sỉ nhục. Cái tình cảnh quen thuộc bao nhiêu, đây đã là lần thứ hai trong đời của hắn bị Như Ý bắt cóc. Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt, lão Phương phản bội, từ phía sau điểm quyệt đạo quán, Lý Dịch cảm thấy có thể phản kháng tượng trưng một chút. Cửa gian phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, Liễu Nhị tiểu thư từ bên ngoài đi vào, ở thế yếu hơn, cho nên cúi đầu thì cúi đầu. Việc đã đến nước này, muốn chém giết, muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Lý Dịch ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt, không có sợ hãi chút nào. Cho dù mũi có chà đạp ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Được, Liễu Nhị tiểu thư gật đầu nói, sau đó hắn thật sự đã bị chà đạp. Tối nay, Liễu Diệp trại đèn lồng đỏ treo cao, khắp nơi tràn ngập vui vẻ, đến cả ánh trăng cũng khoác lên một tầng màu đỏ thản nhiên. Lão Phương ở bên ngoài uống rượu, đắc ý nói, nói cho các người biết, năm đó lần đầu tiên cô gia lên núi là bị ta tự tay cột đó. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều thành viên của Liễu Minh, một mặt cực kỳ hâm mộ. Sao, Phương đại ca,
tỉ mỉ kể một chút đi. Đúng 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 đúng, khi đó minh chủ tự mình động thủ sao? Đến rót đầy cho Phương đại ca trước đi. Lão Phương hài lòng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra một màu sắc nhớ lại, lẩm bẩm nói: kể tỉ mỉ một chút. Vậy thì kể tỉ mỉ một chút đi. Sau 3 tháng như ý thành, Lý Dịch nằm trên đồng cỏ, bàn chân của Lý Mộ để trần, mang theo hai tiểu cô nương chạy tới chạy lui ở trước mặt của hắn. Nàng lớn hơn so với nhị nha đầu và tam nha đầu kia nhà Lý Hiên một chút, rất là ưa thích cái loại cảm giác làm tỷ tỷ này. Cách xa một chút, Như Nghi và Dương Thắm đang nói cái gì đó. Lý Đoan và Lý Nhị tay trong tay đứng sau lưng của các nàng, không biết nghe được cái gì, cả hai cùng đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu chạy đi. Họ đã chạy đến bên ngựa của Túy Mặt, tay nắm tay nhìn bức họa của Túy Mặt vẽ cho Nhược Khanh và Quyển Như. Tiểu Châu lại điều chế ra được một cái loại cốc tay mới. Thọ Ninh lôi kéo tay của Vĩnh Ninh đứng chung một chỗ với Dương Liễu Thanh và Bạch Tố. Trong tầm mắt của các nàng, hai bóng người nhanh nhẹn bay múa, nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thản nhiên. Như Ý ở Liễu Diệp trại bá dương ngạnh thương cung, cuối cùng vẫn sớm hơn Minh Châu một bước, nhưng mà thịnh đại hôn lễ một tháng trước, nàng lại mặc thêm một lần áo cưới. Minh Châu và Thọ Ninh tự nhiên không cần so sánh, nhưng Như Ý và Minh Châu, vấn đề ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, các nàng từ trước đến nay đều ưa thích dùng vũ lực giải quyết. Vấn đề đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Sau đó, các nàng mỗi ngày đều muốn đánh một chầu. Trần Trung và Trần Tam tiểu thư nói chuyện trong lương đình, Tăng Sĩ Xuân đi đến bên người của Lý Dịch nói: "Lần này chúng ta và Võ Quốc gần như là bàn ổn thỏa rồi, nếu Tề Quốc lại có dị động, hai nước cảnh võ sẽ cùng lúc phát sinh." Lần này Tăng Sĩ Xuân làm sứ thần cảnh quốc đến thương lượng với Võ Quốc. Lý Dịch không biết nước hai người họ nói thì nói, địa phương tại sao mà muốn chọn thành Như Ý của hắn vậy? Ngày hôm sau, Triệu Di đã rời thành Như Ý đi Khánh An Phủ, liền lên đường rời đi. Sau đó không còn tin tức của hắn truyền đến. Lý Dịch cho người điều tra thêm, hắn thật có một vị muội muội gọi là Triệu Cơ, sớm đã qua đời 10 năm trước. Bởi vì Minh Châu, Dương Liễu Thanh và Lý Hiên đều ở chỗ này, chỗ dò xét đến rất nhiều tin tức của Võ Quốc và Cảnh Quốc, tự nhiên tất cả cũng đều tụ tập ở đây. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình Tề Quốc thay đổi nhân sự cực kỳ nhiều lần đến đáng sợ. Một quốc gia vô luận ở thời kỳ nào cũng sẽ không có nhiều lần lên chức trích điều quan viên như thế. Một cử động kia của Tề Quốc khiến cho toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng. Mà Triệu Quốc và các nước Tây Phương bị Tề Quốc diệt đi cũng dần dần bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Thời gian mấy tháng đã có vài chục cuộc bạo loạn lớn xảy ra, còn về quy mô nhỏ một chút càng là vô số. Tề Quốc có năng lực diệt nhiều quốc gia như vậy lại không có năng lực ổn định và quản lý. Đây là nguyên nhân lúc trước Lý Dịch không hiểu cử động của Triệu Di. Hắn không biết lúc trước Triệu Di nói những cái lời kia cuối cùng là thật hay là giả, nhưng mà Tề Quốc bây giờ tình huống không thể lạc quan. Tây chinh tai hại đã bạo lộ ra, họ không có năng lực để mà tiếp tục xuất binh đánh Cảnh Quốc và Võ Quốc. Chỉ những bạo loạn và phản quân đó cần phải hao phí cực lớn tinh lực của họ rồi. Lão Phương đi tới đưa một phong thư cho hắn nói: "Cô gia, Tề Quốc gửi thư." Lý Dịch tiếp nhận lá thư này, phong thư rất nhẹ, hắn cảm thấy nặng như vạn tấn. Khá lâu sau, hắn mở phong thư ra. Cái này xem xét, khá lâu. Hắn trở về, đi vào phòng, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng. Vì sao mà cục diện rối rắm mọi người để lại đều cần hắn tới sửa chữa vậy chứ? Hắn có một loại xúc động, muốn mắng chửi, miệng muốn mở to, lại chỉ có thể thở dài thôi. Như Ý và Minh Châu có hạng mục tỷ thi mới. Như Ý chọn Triệu Quốc, Minh Châu chọn các nước phương Tây. Người nào bình định khu vực phản loạn của mình, ổn định cục thế trước thì coi như người đó thắng. Bên người của Như Ý có Dương Liễu Thanh, có Bạch Tố, còn có cao thủ Liễu Minh, đương nhiên nàng có thể điều động, còn có 10 vạn đại quân của Tề Quốc. Minh Châu chỉ có 9 nàng, nhưng mà nàng thông hiểu binh pháp, điểm này Như Ý tăng thêm Dương Liễu Thanh cũng không bằng. Tại số lượng lãnh binh tương đương tình huống dưới, Lý Dịch không biết hai người bọn họ ai sẽ được thắng lợi cuối cùng. Vấn đề này đối với Lý Dịch mà nói cũng không quan trọng.
quan trọng là Dương Vạn Lý và Từ Lão từ trong rừng bên kia đi ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Dịch nhìn Tăng Sĩ Xuân nói, ta còn có việc đi trước. Tiểu tử, đừng có chạy. Giọng nói của Dương Vạn Lý phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Lý Dịch quay đầu lại, lớn tiếng nói, chính người đánh không lại đừng có đến trách ta nha. Hỗn trướng tiểu tử, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa đâu. Giọng nói của Dương Lão bao hàm nộ khí từ phía sau truyền đến. Các ngươi phá vỗ quốc, lão phu mặc kệ, nhi tử chính các ngươi sinh đi, quản đi. Lý Dịch rất bất đắc dĩ, võ công của Từ Lão cũng không phải là hắn dạy, nhị thúc công ăn gà rất là vui vẻ, tùy tiện rò rỉ ra một chút đồ đã đủ hắn vô cùng hưởng thụ rồi. Lão Dương chính mình vận khí không tốt cũng không thể trách hắn. Mặc dù bây giờ đã không phải là đối thủ của mình, nhưng mà vẫn đuối lý, vẫn phải trốn tránh hắn chứ. Trừ hắn, Tiểu Châu, Tiểu Thúy, thậm chí là Bạch Tố, hắn cũng tránh vài ngày bởi vì ánh mắt của các nàng quá mức u oán đi. Minh Châu và Như Ý không so được ai bình định loạn cục trước nữa, bởi vì hai người các nàng đều đã mang thai rồi. Có lẽ các nàng còn có thể so ai sinh con trước thôi, nếu như không phải là một tháng trước Như Nghi mang thai thì xem như cho dù chính là Lý Dịch trở thành tông sư cũng chống đỡ không được rồi. Trong lòng của Lý Dịch suy đoán, chẳng lẽ tông sư và tông sư sinh con sẽ trở nên dễ dàng hơn? Lý Hiền nở nụ cười đi tới nói, nếu như mà Minh Châu sinh con trai, ta sẽ truyền hoàng vị cho hắn. Cút! Lý Dịch không chút khách khí nói, Lý Hiền đối với cái này không chỉ không tức giận, ôm lấy tiểu nhi tử của hắn, vừa lắc vừa nói, Trạch Nhi, đi đi đi, phụ thân sẽ dẫn con đi chơi thuyền hơi nước, chúng ta không có làm hoàng đế đâu. Tề quốc phản loạn, đối với triều đình của Tề quốc mà nói không cách nào giải quyết đại sự, nhưng mà đối với Cảnh quốc cùng Võ quốc không phải. Thời gian một năm, ban đầu Triệu quốc cùng với phía Tây các nước phản loạn liên toàn bộ đã bị bình định. Cuối cùng cái này trên một phiến đại lục chỉ còn lại có ba nước, Tề, Cảnh, Võ, ba nước không hợp nhất, cũng chưa từng thế chân giặc, chỉ là cùng một năm đồng thời dời đô. Thương Châu Võ quốc, Thục Châu Cảnh quốc, Phong Châu Tề quốc trở thành Tân Đô Thành. Ba địa phương này có một đặc điểm chung, chính là cách Như Ý Thành rất gần, bởi vì quân chủ của hắn ở chỗ này. Tề quốc không có hoàng đế, có quốc sự diện Lý Chính, gặp được đại sự không cách nào giải quyết, Minh Châu giúp đỡ xử lý. Lý Hiền đã triệt để trở thành Thái Thượng Hoàng, hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng Lý Trạch trở thành một tên khoa học gia học cách, đánh chủ ý lên nhi tử của Minh Châu đã không phải là một hai năm. Trước tiên phàm là gặp chuyện là Minh Châu giải quyết. Võ quốc, trước khi mà Lý Dịch rời đi lần này, Dương Lão Đầu lại một lần cảnh cáo hắn, lần sau nếu như hai người bọn họ không sinh được hài tử, hắn sẽ thật sự mặc kệ luôn. Lại là một năm thư thái. Như Ý Thành cách Phong Châu rất gần, hàng năm lúc này Lý Dịch sẽ cùng với Quyển Như về Phong Châu tảo mộ. Thành Minh không ngoài dữ liệu trời mưa, đường thì dũng bùng, Quyển Như vừa mới mang bầu. Lý Dịch để cho nàng ở từ đường của Lâm Gia lên mấy nén nhang, còn hắn tự mình đi mộ địa dùng ngoại ô. Không ít người thanh minh tế tổ, Lý Dịch dọn dẹp mộ phần dài cọng cỏ, tế bái một phen, sau đó chuẩn bị rời đi. Hắn không có đi thẳng về, Phong Châu đã từng là đất phong của Triệu Di, nơi này có một y quan trũng của hắn. Không ít người thăm viếng trước mộ, Lý Dịch không có tới gần, đứng đằng xa mà nhìn. Lúc Triệu Di còn sống, hy vọng làm bá chủ thiên hạ, hiện tại đã thực hiện được rồi, chỉ là hắn đã không nhìn thấy. Vốn chỉ là khí trời u ám, bỗng nhiên bắt đầu cơn mưa. Mưa rơi lớn dần. Trước khi mà đổ ướt, mọi người đã bắt đầu vội vàng rời đi. Lúc mà Lý Dịch ra khỏi nhà không có mang dù, không ngừng có người bên cạnh đi qua, hắn đứng chỗ này, ánh mắt nhìn qua trung tâm của bia đá, cho đến khi xung quanh không còn một người nào. Mưa rơi tại một thời khắc nào đó, bỗng nhiên thu nhỏ lại. Không phải là mưa rơi thu nhỏ, mà là một cây dù xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Nữ tử bung dù nhìn hắn hỏi, trời mưa mà không đi sao? Lý Dịch nhìn nữ tử kia bình tĩnh nhìn hắn. Lý Dịch nhìn khá lâu, bỗng nhiên nói, ồ, cô rất giống một người bạn của ta nha.
Thật sao? Trên mặt của nữ tử cười hỏi. Nàng tên là gì? Triệu Di. À, vậy thì thật đúng là trùng hợp nha. Cô cũng tên là Triệu Di sao? Nữ tử nhìn hắn, cười một tiếng. Ta tên là Triệu Cơ. Các bạn vừa nghe xong tập cuối bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.